quý cô bác tuổi quý mão kính mến trong chương trình ngày hôm nay minh được tử vi sẽ chia sẻ với quý cô bác về tử vi tuổi quý mão sinh năm 1963 trong tháng 4 âm lịch năm quý mão 2023 để giúp cho quý cô bác đốn lành lánh giữ có được một tháng nhiều may mắn vạn sự như ý đại cát đại lợi kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963 được các nhà chim tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh chỉ ra rằng đúng tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, vận trình của quý cô bác tuổi Quý Mão sẽ có hung cắt ẩn tàng, vận trình có nhiều biến động, nhưng bản mệnh cứ cố gắng nghiêm túc thì cô thể sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình. Từ đó, những dấu hiệu may mắn cụ sẽ đến. Những người tuổi Quý Mão hiểu duyên xem được video này nên tận dụng để nắm bắt thời cơ để giải hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Xin mời quý cô bác tuổi Quý Mão cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé. Tổng quan tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 người tuổi Quý Mão, sinh na, Tổng quan tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 là tuổi con mèo thuộc mệnh Kim, Kim Bạch Kim, nghĩa là vàng trang sức. Quý Mão là người trầm tư, bản chất cực kỳ nhạy cảm, khiến họ dễ bị tổn thương và buồn phiền vì những chuyện cãi cỏ. Năng lượng thủy cũng cố bản năng nhạy cảm của tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, con giáp này không thể chịu đựng những bất đồng ý kiến, Quý Mão cực kỳ thân ái, hòa đồng, mặc dù đôi khi có thể hướng nội và ẩn mình. Họ nhận được nhiều sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, sự đồng cảm của mạnh mẽ toát ra từ con giáp này, khiến mọi người đổ xô đến họ để tìm lời khuyên hay tìm sự an ủi. Quý Mão có khả năng nắm bắt suy nghĩ và tình cảm của người khác và truyền cho đối phương những ý tưởng của của mình. Tuy nhiên, họ thường nặng lòng hoặc bận tâm quá mức vì rắc rối của người khác, sự hào phóng của họ cả về thể lực lẫn cảm xúc có thể bị người khác lợi dụng cuộc đời người quý mão có được nhiều cái hay, cái đẹp, mọi chuyện đều được như ý muốn, sự nghiệp nhanh chóng được tạo dựng, ở trung vận gặp nhiều may mắn thuận lợi, đến hậu vận được thành thơi hưởng phúc. Tử vi tuổi quý mão, sinh năm 1963, tháng 4 âm lịch, năm quý mão 2023 cho thấy, vận trình tháng mới, sự nghiệp của người tuổi quý mão, phát triển tương đối thuận lợi với những lợi thế mà mình đang có sẵn. Thời điểm này, bạn hãy chủ động hơn trong công việc, đừng ngại khó, ngại khổ. Nếu gặp khó khăn thì cứ mạnh dạn yêu cầu được trợ giúp, trong tháng có nguyệt lệnh lâm quan đới hỗ trợ bản mệnh cần dốc toàn trí lực dồn toàn bộ tâm huyết để theo đuổi mục tiêu của mình nếu bạn có thể chủ động nắm bắt cơ hội chắc chắn sẽ có bước đột phá thành công bên cạnh đó bản mệnh cũng nên chú ý xây dựng mối quan hệ xã giao hài hòa tại nơi làm việc đối xử với mọi người chân thành khoan dung chính là cách để kết thêm nhiều bạn mới trong tháng còn có dịch mã động tinh chiếu mệnh, dự báo về những sự dịch chuyển, biến động không ngừng, người tuổi Quý Mão có thể sẽ thấy mình bận rộn và tất bật hơn trước, song hãy tin vào khả năng sắp xếp tài tình của mình, bạn hoàn toàn có thể giải quyết mọi việc đâu ra đó. Về phương diện tài lộc trong tháng cơ bản bình ổn, có thu có chi đều đặn, công việc ổn định nên không phải lo lắng nhiều về thu nhập. Tuy nhiên, tạm ổn nghĩa là bạn vẫn thiếu cố gắng, bạn cần nỗ lực thêm nữa, các chi phí phát sinh trong tháng cũng nhiều, không tính toán kỹ càng, rất dễ bị thâm hụt tài chính. Ngoài ra bạn cũng nên thận trọng khi cho người khác vay mượn tiền bạc kẻo tiền mất tật mang. Về phương diện tình cảm, chuyện tình cảm, gia đạo của người tuổi quý mão trong tháng mới, hứa hẹn sẽ có diễn biến bất ngờ, các cặp đôi tâm đầu ý hợp trong nhiều chuyện, thậm chí còn rất đồng lòng trước những quyết định lớn, cùng chung tay gìn giữ hạnh phúc gia đình. Người độc thân nên năng động tham gia nhiều các hoạt động xã hội, gặp gỡ, giao lưu với mọi người, đi xa càng có cơ hội tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình. Tuy các phương diện khác của cuộc sống đều khá ổn, nhưng sức khỏe của người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 lại có dấu hiệu tổn hao, bạn để công việc lấn chiếm cả thời gian nghỉ ngơi nên có thể rơi vào tình trạng lao lực kiệt sức. Đây là điều bạn cần sớm tìm cách cải thiện. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 trong tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe Mời quý cô bác cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, bước sang tháng Tư âm lịch năm Quý Mão 2023, xem tử vi cho thấy về phương diện sự nghiệp của người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, nhìn chung vẫn có tiến triển lạc quan, ít vấn đề phải lo nghĩ, muộn phiền. Trong tháng có nguyệt lệnh Lâm Quan xuất hiện ở Mão, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến thành công, điều quan trọng là bản mệnh cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Người tuổi Quý Mão, trọng tâm của bạn trong tháng cũng là phát triển sự nghiệp, bạn hãy cố gắng tận dụng triệt để những lợi thế mà mình đang có. Sẵn tinh thần làm việc trong tháng lên cao, bản mệnh lan xả vào mọi việc xông xáo, chứ không còn chờ người khác giao việc như trước, khả năng sáng tạo, nhiệt tình sẽ mang tới cho bạn những thành công bất ngờ. Nguyệt lệnh Lâm Quan là quý tinh chủ sự quyền quý, mang tới điều may mắn, giải tỏa rắc rối, căng thẳng với những ai đã xác định mục tiêu công việc rõ ràng, không còn tình trạng mất phương hướng như trước sẽ đem về thành quả như mong đợi. Thời gian này, người tuổi Quý Mão hãy chủ động hơn trong công việc, đừng ngại khó, ngại khổ, hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bỏ cuộc giữa chừng, nếu gặp khó khăn thì cứ mạnh dạn yêu cầu được trợ giúp, chắc chắn bạn sẽ gặt hái thành quả tốt. Đây cũng là thời điểm phù hợp cho những ai muốn thay đổi công việc, phát triển sự nghiệp cá nhân hay khởi nghiệp. Bạn hãy cứ tự tin làm điều mình mong muốn, dù kết quả có ra sao nó cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng là trong quá trình làm, bạn tích lũy được những kinh nghiệm, bài học quý giá. Người làm một công việc đủ lâu sẽ cần nỗ lực tự tạo thêm những thách thức nho nhỏ cho mình, đừng để sự nhàm chán giết chết tinh thần của bạn. Bên cạnh đó, người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 cũng nên chú ý xây dựng mối quan hệ hài hòa tại nơi làm việc, đối xử với mọi người chân thành, khoan dung chính là cách để kết thêm nhiều bạn mới. Như vậy khi tiến hành công việc càng thêm trôi chảy, thậm chí cũng nhờ đó mà bạn biến thù thành bạn, có thêm người trợ giúp trong tháng. Trong tháng còn có dịch mã là động tinh chiếu mệnh, dự báo về những sự dịch chuyển, biến động không ngừng, bản mệnh có thể sẽ thấy mình bận rộn và tất bật hơn trước, song hãy tin vào khả năng sắp xếp tài tình của mình, bạn hoàn toàn có thể giải quyết mọi việc đâu ra đó. Về mặt tài vận Xem tử vi cho thấy, về phương diện tài lộc của người tuổi quý mão, sinh năm 1963, trong tháng 4 âm lịch, năm quý mão 2023, dự báo con giáp này có nguồn thu nhập khá bình ổn, việc kiếm tiền không còn quá khó, có đồng vào, đồng ra đều đặn, công việc ổn định, giúp kinh tế của người tuổi quý mão thêm phần vững vàng hơn. Đối với người làm công ăn lương, công chức, viên chức, văn phòng, nếu đang còn tại chức thì hài lòng với những gì mình đang có. Tuy nhiên, hài lòng, ổn định, nghĩa là bạn vẫn chưa cố gắng, cần nỗ lực thêm nữa mới thêm phần dư giả đối với người kinh doanh, buôn bán, tự thân vận động, sẽ có phần nhỉnh hơn, con giáp này càng sông sáo, đi xa tìm hiểu thị trường, sẽ càng có lợi trong giai đoạn này, vì thế trong bất cứ trường hợp nào, hay công việc gì, bạn hãy mạnh dạn và chủ động hơn nữa, thì tiền bạc lúc nào cũng dùng rỉnh, không phải lo lắng. Về thứ tài cũng có dấu hiệu khởi sắc, lợi cho đường kinh doanh, buôn bán, đầu tư, thu nhập tăng lên đáng kể, khi bản mệnh luôn có thể đưa ra được quyết định nhanh gọn, và dứt khoát, dám chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn hơn vận trình trong tháng có dịch mã cắt tinh che chở cho nên bạn hãy yên tâm về kết quả tài chính của mình mọi lộ trình công việc hay sử dụng tiền bạc xa hay gần đều cho thu về kết quả bất ngờ có điều trong tháng người tuổi quý mão cũng cần lưu ý các chi phí phát sinh trong tháng cũng khá nhiều không tính toán kỹ càng rất dễ bị thâm hụt hoặc mất cân đối tài chính vì thế nên tiết chế thói quen mua sắm mua những gì cần thiết tránh lãng phí Ngoài ra, nếu phát sinh tình huống cho người khác vay mượn tiền, bạn cần chọn mặt gửi vàng kẻo bị kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt về tiền bạc tiền ra khỏi túi là khó có thể thu hồi được. Về mặt tình cảm, tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 này, về phương diện tình cảm của người tuổi Mão đang có những dấu hiệu khởi sắc sự thay đổi tích cực hứa hẹn mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị, lãng mạn trong tình yêu. Đối với các cặp đôi tâm đầu ý hợp trong nhiều chuyện, thậm chí còn rất đồng lòng trước những quyết định lớn, cùng chung tay gìn giữ hạnh phúc gia đình, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng được cải thiện đáng kể nhờ tìm thấy tiếng nói chung. Đối với người độc thân, có thể đón tin vui hỷ sự đưa đến. Bạn càng đi nhiều, đi xa càng có cơ hội tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình. Đặc biệt bạn chủ động tham gia các hoạt động tập thể là cách để bạn tạo sự kết nối với người khác giới, tăng tỷ lệ gặp gỡ người trong mộng. Nếu nghiêm túc với tình cảm của mình, bạn có thể lựa thời cơ thích hợp để bày tỏ với đối phương, kết quả có thế nào không quan trọng bằng việc bạn đã dám làm những gì trái tim mách bảo. Chúc bạn may mắn, sớm tìm được tình yêu của đời mình. Về mặt sức khỏe, bước sang tháng tư âm lịch tuy là các phương diện khác của cuộc sống của tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 đều khá ổn. Nhưng sức khỏe của bạn lại có dấu hiệu tổn hao, nguyên nhân là do bạn để công việc lấn chiếm cả thời gian nghỉ ngơi nên có thể rơi vào tình trạng lao lực kiệt sức đây là điều bạn cần sớm tìm cách cải thiện bạn có thể sắp xếp thời gian đi tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng thể sẽ tốt hơn vừa nắm được tình trạng sức khỏe lại thêm phần an tâm hơn bên cạnh đó dịch mã động tinh xuất hiện thúc đẩy những chuyến đi di chuyển công tác hoặc thường xuyên phải chạy đi chạy lại lo công chuyện nên bản mệnh cũng hết sức lưu ý vấn đề an toàn giao thông ngoài ra thời tiết thay đổi cũng sẽ làm cho con người ta cảm thấy mệt mỏi cơ thể uể oải rất dễ bị cảm cúm bị lây các bệnh truyền nhiễm người tuổi quý mão nên biết giữ mình để sức khỏe luôn được đảm bảo nhé Vâng, quý cô bác kính mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng tư âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác tuổi Quý Mão sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý cô bác trong thời gian sớm nhất. Xin kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.